Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối thứ Sáu ngày 17 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh làm việc trực tuyến với thị trưởng thành phố Osan, Hàn Quốc. Lãnh đạo tỉnh làm việc với các hội để nghe báo cáo 8 tháng đầu năm 2021 và phương hướng hoạt động trong thời gian đến. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Thưa quý vị, chiều nay 17 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã chủ trì buổi làm việc trực tuyến với thị trưởng cùng các cộng sự thành phố Osan, Hàn Quốc. Gián đoạn sau gần 2 năm do tác động của đại dịch Covid-19, buổi làm việc trực tuyến lần này tập trung vào hai nội dung hợp tác quan trọng giữa hai địa phương. Đó là hợp tác về kinh tế và thể thao. Gửi lời chào thăm hỏi lẫn nhau sau thời gian dài, hai bên không có cơ hội gặp gỡ, trao đổi đoàn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hai bên đã trao đổi về định hướng, kế hoạch khởi động lại các hoạt động hợp tác giữa hai địa phương khi dịch bệnh được kiểm soát. Thị trưởng thành phố Osan, Kêu Quan Sang Quốc chia sẻ khó khăn của Việt Nam, Quảng Nam trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19. Theo ngài thị trưởng Osan, nền móng cho mối quan hệ hữu nghị giữa Osan và Quảng Nam đặt trong mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam và Hàn Quốc, được lãnh đạo hai nước vun đắp và phát triển ngày càng sâu rộng. Cảm kích và vui mừng gặp lại ngài thị trưởng cùng các cộng sự dù trên nền tảng trực tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam ngoài việc mong muốn phía Osan thông qua các hình thức có thể hỗ trợ Quảng Nam tiếp cận vaccine cũng đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác về kinh tế và thể thao, tăng thêm cơ hội nâng tầm quan hệ hợp tác Osan Quảng Nam. Trên cơ sở 5 nhóm lĩnh vực đề xuất hợp tác gồm giao lưu nhân dân, thể thao, kinh tế, xây dựng đô thị thông minh và giao lưu văn hóa. Quảng Nam đề xuất với phía bạn về chương trình hợp tác sửa chữa nhà dân khu vực ven biển, ven sông sau khi dịch bệnh được kiểm soát, mở rộng và làm mới các bức tranh vẽ bích họa tại các làng du lịch của Quảng Nam, hỗ trợ bảo vệ môi trường và phục hồi hệ sinh thái, hệ thống sông, góp phần giúp Quảng Nam hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh, Quảng Nam hiện có 52 dự án nhưng chưa có dự án đầu tư nào đến từ thành phố Osan. Những nội dung này phía Osan đã ghi nhận và thảo luận nội bộ, thông báo cụ thể với Quảng Nam và lên chương trình hợp tác sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Thưa quý vị, cũng trong chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh họp về công bố thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam và bàn phương án phòng chống dịch trong trạng thái hiện nay. Tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn cùng các thành viên trung tâm. Theo đó, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh do Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh làm chỉ huy trưởng. Phó chỉ huy trưởng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Tân. 8 thành viên là lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Nhiệm vụ của Trung tâm Chỉ huy là cơ quan trực tiếp chỉ huy công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tiếp nhận các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch COVID-19 tham mưu cho tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp và tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách nhằm đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời tổng hợp các thông tin khẩn cấp, nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn phòng chống dịch COVID-19 và các vấn đề khác liên quan trên địa bàn tỉnh. Chỉ huy trưởng ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong trung tâm chỉ huy. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các thành viên cần đưa ra phương án phòng chống dịch COVID-19 thời gian tới đối với người dân có nhu cầu thực sự về đến Quảng Nam từ vùng dịch và hướng dẫn thời gian cách ly đối với các đối tượng đã tiêm đủ mũi vaccine phòng COVID-19 cho người đi về từ các khu vực có dịch trong nước, cùng những nội dung quan trọng khác về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay. Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự chỉ đạo phát động thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua công nhân viên chức lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Tại buổi lễ phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh kêu gọi các cấp công đoàn cần đẩy mạnh tuyên truyền trong công nhân viên chức lao động các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch, về truyền thống đoàn kết tinh thần yêu nước của dân tộc,
về hành động có trách nhiệm của công dân vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động là một chiến sĩ, chủ động nâng cao nhận thức tự giác thực hiện và vận động, thuyết phục đồng nghiệp, người thân trong gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, đặc biệt là nguyên tắc 5K, thực hiện giãn cách xã hội và chiến lược tiêm chủng vaccine. Đồng cam cộng khổ chia sẻ khó khăn của doanh nghiệp địa phương. Cuộc phát động được triển khai đến các cấp công đoàn trong tỉnh. Sáng nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện các sở ngành tham dự. Trong 8 tháng đầu năm, công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn trong bối cảnh dịch COVID-19 được quan tâm triển khai, nhờ đó đã cơ bản kiểm soát tốt các loại dịch bệnh động vật trên cạn, tạo thuận lợi cho chăn nuôi phát triển. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra dịch bệnh trên động vật. Dịch cúm gia cầm xảy ra tại 29 tỉnh thành, buộc tiêu hủy hơn 373.000 con gia cầm, tăng 1,3 lần so với cùng kỳ năm 2020. 50 tỉnh thành có dịch tả heo châu Phi, buộc tiêu hủy trên 93.000 con, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Dịch bệnh nghiêm trọng nhất hiện nay là viêm da nổi cục. Bệnh đã xảy ra tại 50 tỉnh thành, ước tính tổn thất về kinh tế trên 1.500 tỷ đồng. Ở lĩnh vực thủy sản, có trên 16.000 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản, gần 1.000 lồng bè, bể nuôi bị thiệt hại vì dịch bệnh. Thêm vào đó, dịch bệnh COVID-19 đã gây nhiều khó khăn cho người sản xuất về nguồn vốn, nguồn lao động. Việc triển khai thực hiện ba tại chỗ, chi phí vật tư đầu vào, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng cao, xuất khẩu nông lâm thủy sản cũng bị ảnh hưởng. Nhận định nguy cơ các loại dịch bệnh trên động vật xảy ra vào các tháng cuối năm là rất cao. Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đề nghị các ngành địa phương tập trung bàn giải pháp phòng chống dịch bệnh trên động vật trong bối cảnh dịch COVID-19, tránh tình trạng dịch chồng dịch. Các tin tức thời sự quan trọng khác, sáng nay Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp với các tổ chức hội, người cao tuổi, cựu thanh niên xung phong, liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh, tù yêu nước, chữ thập đỏ, hội bảo trợ người khuyết tật, quyền trẻ em và bệnh nhân nghèo, hội người mù, hội từ thiện để nắm bắt khó khăn thuận lợi trong quá trình hoạt động tổ chức hội từ đầu năm đến nay. Theo quyết định 1894 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sửa đổi đề án sắp xếp các tổ chức hội quần chúng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021, sau sắp xếp kiện toàn, toàn tỉnh có 14 hội được đảng và nhà nước giao nhiệm vụ, không bao gồm hội từ thiện và tù yêu nước. Đây là các tổ chức hội hiện được nhà nước giao biên chế và cấp kinh phí hoạt động hoặc giao hợp đồng lao động. Nhìn chung, thời gian qua, nhiều phong trào được các tổ chức hội phát động trong hội viên đã góp phần với các ngành hoàn thành hiệu quả nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh. Đặc biệt, thông qua các tổ chức hội đã huy động kết nối mạnh mẽ nguồn lực từ tổ chức cá nhân hảo tâm trong xã hội để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Để hoạt động tổ chức hội ngày càng đi vào chiều sâu, kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu, trong thời gian đến, các tổ chức hội tăng cường kiện toàn bộ máy, phương thức hoạt động trên cơ sở các quy định hiện hành, hoàn thành công tác đại hội các cấp, bám sát nhiệm vụ, tình hình thực tế của tỉnh. Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của các tổ chức hội tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các ngành liên quan cần ghi nhận tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh cách tháo gỡ giải quyết phù hợp trên cơ sở các văn bản quy định của Trung ương, tỉnh. Nhằm giúp địa phương chủ động ứng phó với thiên tai và tổ chức tìm kiếm cứu nạn khi bão lũ và sạt lở đất gây ra, sáng nay huyện vùng cao Đông Giang tổ chức cuộc diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Cuộc diễn tập với hai phần chính gồm phần cơ chế và phần thực binh, tình huống giả định đặt ra là một cơn bão mạnh đi qua địa bàn. Sau khi nhận thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, cấp ủy chính quyền huyện Đông Giang đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các ngành chuyên môn đề ra biện pháp ứng phó. Ngay sau đó, lực lượng công an quân sự phối hợp với các ngành đoàn thể tiến hành vận động nhân dân sơ tán ra khỏi vùng sạt lở đến nơi trú ẩn an toàn. Để ổn định đời sống nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng thiên tai, các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với địa phương tiếp tục làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả, xử lý sự cố môi trường do hậu quả của bão lụt để lại. Cuộc diễn tập đã huy động hơn 500 người thuộc nhiều đơn vị lực lượng tham gia cùng nhiều phương tiện trang thiết bị khác. Qua đó nhằm kiểm tra và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các cấp trong việc vận hành cơ chế khi có tình huống xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời nâng cao nhận thức cho cộng đồng, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.
Sáng nay, Ban điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức đánh giá, công nhận và khuyến khích các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Chương trình có sự đồng hành tài trợ của Văn phòng Tổng đại lý AIA Quảng Nam. Năm nay có 90 ý tưởng dự án khởi nghiệp sáng tạo lọt vào vòng chung kết. Bên lĩnh vực nông nghiệp như khổ qua rừng sấy khô, bánh tráng gạo, lúa sảy, nuôi hầu, trồng sim, cuộc thi ghi nhận nhiều ý tưởng dự án liên quan đến các ngành nghề mới như dạy nghề make-up chuyên nghiệp, quán ăn lưu động, áo dài cắt tân từ lụa tơ tằm, các mô hình du lịch sinh thái cộng đồng cũng được nhiều start-up đầu tư thực hiện. Các sản phẩm mô hình khởi nghiệp tham gia chung kết được trưng bày tại hội nghị để phục vụ cho hội đồng xem xét đánh giá. Sáng nay tại nhà văn hóa xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức trao quà trung thu cho các cháu. Đây là Tết Trung Thu diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nên việc tổ chức vui chơi cho các cháu cũng bị giới hạn. Phần quà mà các cháu được nhận cũng đặc biệt hơn. Để tổ chức Tết Trung Thu cho 100 cháu là con em của lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại huyện Tiên Phước, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, lãnh đạo huyện chia sẻ yêu thương và tặng quà cho các cháu vui Tết Trung Thu. Phần quà Tết thiếu nhi năm nay cũng đặc biệt hơn, ngoài bánh kẹo, sữa, lồng đèn ông sao 5 cánh, phần quà còn có cả khẩu trang và nước sát khuẩn để các cháu đến trường đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức và tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà gửi quà cho thiếu nhi tại các địa phương vùng dịch, trẻ em mồ côi gồm Tiên Phước, Núi Thành, Hiệp Đức, Nông Sơn, Điện Bàn và trẻ em làng Hòa Bình. Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng sẽ trao 300 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh khó khăn thuộc 6 huyện thành phố gồm Hội An, Đại Lộc, Phú Ninh, Bắc Trà My, Phước Sơn và huyện biên giới Tây Giang. Sáng nay, Hội khuyến học thành phố Tam Kỳ tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học năm học 2021-2022 do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Banco Tam Thăng, nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tam Thăng và tổ chức làng hoa sen quốc tế Hàn Quốc tài trợ. Trong đó có 354 em học sinh sinh viên được nhận học bổng do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Banco Tam Thăng tài trợ với tổng số tiền 280 triệu đồng. 133 em học sinh nhận học bổng do nhóm doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu công nghiệp Tam Thăng tài trợ với tổng kinh phí 100 triệu đồng. Học bổng do tổ chức làng hoa sen quốc tế Hàn Quốc tài trợ với tổng kinh phí 80 triệu đồng được trao cho 100 em học sinh. Đây là những đơn vị đã đồng hành cùng Hội khuyến học thành phố Tam Kỳ trong nhiều năm qua để hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi của thành phố Tam Kỳ. Qua đây động viên các em tiếp tục phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập. Sáng nay, Hội Phụ nữ huyện Phước Sơn tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo tại đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, đạt 9 trên 9 chỉ tiêu đại hội nhiệm kỳ trước đề ra. Nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Trong 5 năm, hội đã giúp đỡ 152 hộ phụ nữ làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo, có thu nhập ổn định, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 45,5% năm 2016 xuống còn 23,8% vào năm 2020. Trong 5 năm, đã giới thiệu được 70 quần chúng ưu tú cho đảng, phát triển gần 500 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên gần 6.000 chị em. Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, đại hội tặng giấy khen cho 15 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào hội. Trước thềm Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Đại Lộc lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay, đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Lộc đã đến dâng hương đặt vòng hoa tưởng niệm tại bia chiến tích Lam Phụng, xã Đại Đồng. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ, những người đã dâng hiến cả tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đây là hoạt động bày tỏ lòng tri ân, sự biết ơn sâu sắc của lãnh đạo cũng như các đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đối với những người con của quê hương đã anh dũng kiên cường chiến đấu hy sinh vì nền độc lập tự do của đất nước. Đặc biệt là trận đánh đoàn xe của Mỹ vào năm 1968 tại Lam Phụng, Đại Đồng. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đại Lộc đã đến thăm và tặng quà cho đồng chí Trương Thị Trà, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, đồng thời là người trực tiếp chỉ huy trận đánh tại thôn Lam Phụng, xã Đại Đồng vào năm 1968. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng công trình trạm y tế thị trấn Đông Phú. Công trình trạm y tế thị trấn Đông Phú được xây dựng với các hạng mục sang nền, khối nhà khám và điều trị, nhà để xe
tường rào cổng ngõ với tổng nguồn vốn 4,5 tỷ đồng. Trong đó, khối nhà khám và điều trị gồm 2 tầng có diện tích sàn sử dụng 494 m2. Công trình do Ban Quản lý Dự án Quỹ đất huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị giám sát công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Phú Cường Đạt, đơn vị thi công công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Nam Diên. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Quế Sơn đã tặng giấy khen cho đơn vị thi công và đơn vị giám sát đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong xây dựng công trình. Hưởng ứng chương trình xây dựng nông thôn mới do xã Trà Đông, huyện Bắc Trà My phát động, vợ chồng ông Huỳnh Trung và bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Ba Hương, xã Trà Đông đã bàn bạc và quyết định mở rộng đầu tư sản xuất, trồng trọt chăn nuôi tại khu vườn đồi nhà mình. Đến nay, mô hình sản xuất chăn nuôi của gia đình ông Trung, bà Hoa đã đến kỳ cho quả ngọt. Khu vườn của vợ chồng ông Huỳnh Trung và bà Nguyễn Thị Hoa, thôn Ba Hương, xã Trà Đông, được đầu tư trên diện tích 1.000 m2. Trong khuôn viên cạnh nhà ở, ông Trung, bà Hoa đã trồng gần 100 cây cam sành. Vườn cam được ông Trung chăm sóc khá kỹ lưỡng, từ việc phát dọn cỏ, bón phân, tưới nước. Mỗi năm, gia đình ông thu nhập khoảng 60 triệu đồng từ việc bán cam sành cho thương lái đến tận vườn để thu mua. Cạnh đó, ông Trung còn mạnh dạn đầu tư mở rộng thêm khu vườn đồi của gia đình để trồng thanh trà, chuối và nhiều loại cây ăn quả khác. Chung là có thuận lợi tại vì là mình trồng như có cái cây mà có muối trên cái đất của mình cũng đọt. Nói chung là mình trồng ở đây là chỉ phân bón là chỉ phân từ trâu bò ra, là phân hoa là mục. Còn thuốc men thì cũng không có dùng cái thuốc gì hết. Là tự nhiên, ví dụ như mình gọi là cái cây tự nhiên thôi chứ còn không có dùng thuốc. Cùng với trồng cây ăn quả, gia đình ông Huỳnh Trung và bà Nguyễn Thị Hoa còn đầu tư nuôi heo. Hiện tại gia đình ông nuôi 4 con heo nái đẻ, 40 con heo thịt và 20 heo con. Để đảm bảo vệ sinh môi trường không ảnh hưởng đến khu dân cư trong thôn, gia đình ông Trung đã xây dựng hầm bioga. Theo đó, toàn bộ chất thải được chuyển đến bể chứa để lên men, phân hủy, vừa đảm bảo được vệ sinh chăn nuôi, vừa tận dụng được khí ga nấu cám nuôi heo. Nhờ hầm bioga, gia đình ông Trung đã tiết kiệm được một khoản chi phí rất lớn trong chăn nuôi và sinh hoạt. Qua nhận thấy thì những em mà có cái tâm huyết với lại cái cây này, với cây ăn quả này thì mới thành công. Còn những người nào mà họ không có tâm huyết thì họ sẽ trồng rồi thì chăm sóc nhưng mà đôi lúc không biết cái phương án để mà mình bổ quản rồi chăm sóc thì thiếu nước tưới. Rồi đủ thứ hết chẳng sẽ không phát triển mà chết. Hiện nay cơ ngơi của gia đình ông Trung khá khang trang, thu nhập gia đình hơn 200 triệu đồng mỗi năm. Cần cù lao động, chịu khó tìm hiểu và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ vậy, người nông dân nông thôn mới xã Trà Đông đã có những suy nghĩ mới, cách làm mới để phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Đây thật sự là những chủ thể tích cực, quan trọng, góp phần làm thay đổi kinh tế nông thôn vùng cao Bắc Trà My. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.